Rồi mình xin kính chào quý anh chị nha. Đó, hôm nay về số đó nó như thường lệ đó. À, thứ sáu là nó ít số lắm. Thứ bảy chủ nhật nó số nhiều. Quang Hải vừa cầm tùm nó nhiều. Hôm qua có mà bón hai cha máy tạ rồi. Máy sắp 90 tạ mà bón hai cha để còn một hơi à. Ba còn 35, 40 nam. Bón 15 tạ đã chín nè. Do lai. Rồi số 59 đầu tiên nha anh chị. 59 nè. Đó, số này đẹp nè anh chị, số này chiều nay dễ ra lắm nè, 3, 4, 5, 3, 5. Số này em cũng để lại ông tài đoạn nha anh chị. Rồi em lấy cái khót nữa. Đó, 81, 35, 63, 08, 26, 3 hơi à. Rồi Ninh Thuận này có 40 giá, số hơi và số 40. Đó, rồi. 90 tà thôi. Ngày thường những ngày mà thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ sáu là số ít lắm anh chị. Nè 90 tà thôi ta. Họ bón ít lắm. Bón ít thì em quay ít cho anh chị mình xem, mình anh chị nào thích thì mình tới mua nha. Anh chị ở khu vực nào thấy số nào mà quý vị anh chị thấy cái video mà em quay những số mà anh chị thích anh thì tới đi lấy tờ cầu mai nha anh chị. Rồi em xin cảm ơn quý vị anh chị đã dành thời gian xem video của em. Xin chúc cho anh chị được may mắn phát lộc phát tài, thần tài ông địa ông bà phù hộ cho quý vị. Em ở trên bó trên quốc lộ 24B, xã Tịnh Đông, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi nha anh chị. Đang sang vào Tịnh Đông nha.